xin giới thiệu đến xin giới thiệu một cái link mà nằm trong cuốn giáo trình Fredbot Auto Spy của Rusty Quay. Cái cuốn giáo trình ấy rất là khoa học, nó dạy cho ta cách thành lập câu, các công thức đi ra làm sao. Nhưng trong đấy có một cái link mà nó là link pentatonic, đấy rất là đơn giản, ta chỉ việc xọt ngón và sử dụng ngón 1, ngón 2 và ngón 4. Ta sẽ thử, mình sẽ chỉ cái nốt nó như thế nào nhé. Đầu tiên là dây số 4, phím số 14 sẽ có là mì. Tiếp theo là năng thứ 17, dây 4 là nốt son. Ngăn số 21 chính là nốt si. Ngăn 14, dây 3 là nốt la. Tiếp theo ngăn số 17 là nốt đô. Và tiếp theo ngăn số 21 là nốt mi. Nếu như ta đánh xuôi ta sẽ được. Ok, nhưng mà trong cái bài này thì ta sẽ phải đánh đi lên đi về, đi lên đi về, và ta sẽ dùng atonic picking. Ta sẽ được. Ok. Nếu như mà ta tăng cái đó lên, mà tăng gia tốc lên, thì ta xem sẽ được hiệu ứng gì. Ở đây mình có đặt chế độ cài đặt như sau. Mình dùng LightSync, mình dùng giả lập của Rectifier Mesa Boogie. Thì gain mình sẽ để ở mức 85 bass. Bass thì mình sẽ để, EQ bass thì mình sẽ để ở mức 65. Mid thì mình để nhỉnh hơn một tẹo. Bass là 55, mid thì là khoảng 60. Treble thì mình để bằng với bass, và volume của nó mình để volume là 70. Master thì mình để ở mức 2 bởi vì con đang tổng công suất là 50W. Phần FX mình chỉ quan tâm duy nhất đến delay và reverb, thì mình có để delay, reverb đấy là bright room là phóng sáng, và mình sẽ tăng lên ở mức là 65%. Và delay thì mình để ở chế độ digital cũng ở mức ngang bằng với reverb. Bây giờ ta sẽ đi lên đi xuống về để ta xem là nó sẽ tạo ra hiệu ứng gì nhé. Sao tiếng rất là hay cho anh em thích shredding và thích metal. Mỗi tổ ta phải xọt ngón. Căn cứ từ vậy, từ đó thì ta cũng có thể thành lập được. Từ mi tương đương như vậy thì ta cũng có thể đi lên được các cái nốt cao hơn. Ví dụ như là, ví dụ như bắt đầu là la được. Rất là tuyệt vời, và cái giáo trình đấy cũng rất là hay. Chúc mọi người vui.